Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022, Ban biên tập Chân dung bản thơ xin tổng hợp quá trình hình thành và phát triển lên hiện đại của quân đội ta. Biên tập Nguyễn Thu Hải, trình bày nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng, video Ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Tháng 12 năm 1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chỉ thị nhấn mạnh, tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, đồng thời nó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng giữa Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Hoàng Sâm được cử làm đội trưởng, đồng chí Xích Thắng, Dương Mạc Thạch làm chính trị viên. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có chi bộ đảng lãnh đạo chỉ có 34 người, với 34 khẩu súng các loại, nhưng đó là những chiến sĩ kiên quyết, dũng cảm trong các đội du kích Cao, Bắc, Lạng. Cứu quốc quân là con em các tầng lớp nhân dân bị áp bức. Họ có lòng yêu nước, chí căm thù địch rất cao, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ nổi. Sau lễ thành lập, đội tổ chức một bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần gian khổ của các chiến sĩ cách mạng. Đội tổ chức đêm du kích liên hoan với đồng bào địa phương để thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trong một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng lợi. 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 1944, ngay sau ngày thành lập, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt đóng tại Tổng Kim Mã, Châu Nguyên Bình, nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Và sáng ngày 26 tháng 12 năm 1944 lại đột nhập vào đồn Nà Ngần đóng tại xã Cẩm Lý, Châu Nguyên Bình, nay thuộc xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giết hết 2 tên đồn trưởng, bắt sống toàn bộ binh lính địch và thu tất cả vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc thắng, đánh trận đầu của quân đội ta. Tháng 3 năm 1945, Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng và ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự Cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cứu quốc quân và các tổ chức vũ trang khác thành Việt Nam giải phóng quân. Đẩy mạnh tuyên truyền xung phong có vũ trang phá kho thóc của Nhật để cứu đói cho nhân dân, xây dựng các đội tự vệ vũ trang
du kích cứu quốc, phát động chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa cách mạng. Từ tháng 4 năm 1945, cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào vũ trang khởi nghĩa từng phần đã giành thắng lợi ở nhiều nơi. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, sau buổi lễ thống nhất tại Định Biên Thương, Định Hóa, Thái Nguyên, đồng chí Võ Nguyên Giáp trở thành tư lệnh các lực lượng vũ trang thống nhất mang tên Việt Nam Giải Phóng Quân. Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Việt Nam Giải Phóng Quân được đổi tên thành Vệ Quốc Quân. Năm 1946, Vệ Quốc Quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lịch sử 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện đã từng là những đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đội du kích Bắc Sơn, Nam Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lạng, cứu quốc quân đến đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Một đội quân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ cầm súng chiến đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hung bạo, giành lại độc lập, thống nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với cách mạng hai nước Lào và Campuchia anh em. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày này, toàn dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Trước khi kết thúc, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Trường Sơn Bài Ca Bất Tử, tác giả Hoàng Như Phượng. Hát lên em bản tình ca đất nước, bên cây đàn canh vọng giữa bao la. Trường Sơn hôm nay đẹp lắm ngàn hoa, ríu rít tiếng chim chan hòa sức sông. Mỗi ngọn cỏ nhành cây giữa đại ngàn gió lồng mang trong lòng bao khát vọng vươn lên. Giấu trong mình muôn vết cưa chẳng thành tên, luôn giữ màu xanh làm nên lịch sử. Những người lính kiên trung không tiếc thân mình gìn giữ,
tất đất quê hương can đảm kiên cường, không nề trông gai bom đạn coi thường, sát cánh bên nhau giữ con đường huyết mạch. Những chuyến xe đã đi vào sử sách, những quân đoàn điệp điệp trùng trùng, như còn đấu đây trước hùng vĩ núi rừng. Trái tim anh đập trong mạch đường bất tử. Hát lên em giữa đạn bom rực lửa, bản tình ca nối một dải sơn hà. Rừng Trường Sơn vang khúc khải hoàn ca, niềm hạnh phúc mừng nước nhà thống nhất.